Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn gần xa, kính thưa quý Phật tử gần xa thương kính. Hôm nay nhân kỷ niệm ngày 8 tháng 12 ngày Đức Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật chứng cội Bồ Đề. Hôm nay con không xin nhân ít thời gian xin được tóm được cái tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật sau đây. Theo sử để lại thì Đức Phật Thích Ca là một vị Phật có thật trong lịch sử văn hóa nhân loại. Sách có ghi lại cuộc đời của Ngài từ khi mới sanh ra và lớn lên. Ngày nay tại Ấn Độ và Nepal vẫn còn các di tích nơi Đức Phật sinh ra, nơi Ngài thành đạo, nơi Ngài chuyển bánh chi pháp đầu tiên cho năm anh yêu Kiều Trần Như và nơi Ngài nhập Niết Bàn. Những nơi này hiện nay vẫn còn những chủ đá do vua A Dục và người sống đời sau thời Đức Phật khoảng 300 năm qua sự hướng dẫn của vị tổ thứ tư là Ngài Ưu Ba Cúc Đa. Nhà vua đã cho dựng lên những chủ đá khắc lại những chi tiết về Đức Phật để người đời sau biết ở thế gian này có một vị đại giác ngộ đã ra đời, mang ánh sáng từ bi và trí huệ soi sáng khắp hang cùng ngõ hẹp, giúp con người có cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc, ít khổ đau. Thánh tích Phật giáo Vườn Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, Thành Câu Thi La là bốn di tích lịch sử nơi mà Đức Thích Ca đản sanh thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca vốn là một phái tử con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya băng hà sau khi Thái tử Tất Đạt Đa 7 tuổi, em của Hoàng hậu là Vương Phi lãnh phần nuôi dưỡng Thái Tật Tử đến ngày không lớn. Khi còn niên thiếu, Ngài tên là Sĩ Đạt Đa, dòng họ là Gautama, thuộc dòng tộc Thích Ca. 16 tuổi lập gia đình với công chúa Yayudhala, 29 tuổi có con trai đầu lòng là tiểu hoàng tử La Hầu La. Sau khi thành đạo, Ngài được mọi người gọi là Phật Cồ Đàm, Gautama La Buddha. Đệ tử của Ngài thì gọi Ngài là Thế Tôn, những người khác gọi Ngài là Tôn Giả Cồ Đàm hay Sa Môn Cồ Đàm. Ngài cũng được gọi là Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là vị thánh yên lặng. Bộ tộc Thích Ca về sau Ngài còn được tôn vinh qua 10 Phật hiệu là Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Chư Phật Thế Tôn. Đức Phật sinh năm 624 trước công nguyên tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, nhập Niết Bàn 544 trước công nguyên tại Câu Thi Na. Ấn Độ thọ 80 tuổi. Khi Thái tử mới chào đời, vua Tịnh Phạn có mời nhiều vị tiên tri đến xem tướng cho Thái tử. Có 108 vị Bà La Môn tới thăm viếng Thái tử. Trong đó có Ngài Kiều Trần Như giỏi về tướng số. Vị này tiên đoán rằng Thái tử sau này sẽ đi tu và trở thành bậc đại giác đạo sĩ A Tư Đà, tu trên núi Hy Mã Lạp Sơn xuống thăm Thái tử, cũng nói rằng tháo này sau này nếu Thái tử ở trong hoàng cung thì sẽ trở thành một vị đại đế lỗi lạc. Nếu như Thái tử bỏ nhà đi tu thì Ngài trở thành một bậc đại giác. Đặc biệt ông đạo sĩ này khi xem tướng Thái tử xong thì ông hết lòng cười rồi lại khóc. Vua Tịnh Phạn thấy thái độ của đạo sĩ kỳ quái nên hỏi tại sao. Ông A Tư Đà trả lời, ông cười vì vui mừng khi biết thế gian này sẽ có một vị đại giác ngộ ra đời. Ông khóc là vì ông đã quá già không còn sống đến ngày đó để được học hỏi giáo pháp của Ngài. Vua Tịnh Phạn nghe các đạo sĩ đón nhận mệnh của Thái tử như thế, ông rất phiền lòng. Nếu không nói là ông rất lo lắng, sợ viễn cảnh đó sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi nhà vua không hề muốn Thái tử xuất gia, dù rằng sự xuất gia đó đem tới kết quả tốt đẹp là Thái tử chỉ chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhà vua chỉ muốn rèn luyện Thái tử trở thành một người tài giỏi lên ngôi vua, nối nghiệp dòng tộc Thích Ca nổi danh trong thiên hạ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn Phật tử, cùng Phật tử gần xa kính mến, để đạt được mục đích của mình, nhà vua cho mời tất cả những vị thầy giỏi trong nước và hàng cung rèn luyện Thái tử về văn chương, võ nghệ. Thái tử học môn gì cũng giỏi, vua Tịnh Phạn rất hài lòng.
Tuy nhiên nhà vua cũng rất lo lắng có một ngày thái tử sẽ ra đi, nhưng những lời tiên đoán của các vị đạo sĩ, điều đó làm nhà vua lo lắng. Thái tử tận hưởng những thú vui trong cung điện và ra lệnh cấm mọi người. Mọi người không để thái tử tiếp xúc với môi trường bên ngoài xã hội vì sợ nếu ngài thấy cảnh khổ của dân chúng thì quyết định đi tu. Đó là lệnh của nhà vua. Năm thái tử 16 tuổi, vua Tịnh Phạn cưới công chúa Gia Du Đà La cho thái tử và chủ ý khiến thái tử vì ân ái yêu thương công chúa xinh đẹp mà không nghĩ vấn đề xuất gia. Chỉ có một sợi tóc mà nhà vua nghĩ sợi tóc đó sẽ cột thái tử ở trở lại hoàng cung. Sau này Đức Phật kể lại cho các đệ tử của ngài nghe: Phụ vương xây cho ta 3 tòa cung điện, một tòa cung điện mùa hè, một tòa cung điện trong mùa mưa và một tòa cung điện trong mùa đông. Và suốt ngày cung phi mỹ nữ ca hát, rõ ràng là nhà vua muốn cho thái tử quen mùi đắm say dục lạc, không còn nghĩ đến chuyện xuất gia nữa. Năm 29 tuổi, thái tử có đứa con đầu lòng là tên La Hầu La. Thái tử xin vua Tịnh Phạn dạo chơi ngoài thành. Vua Tịnh Phạn nghĩ rằng thái tử bây giờ đã có vợ có con, thêm tình cảm cha con, đời sống gia đình hạnh phúc cũng như sự giàu sang phú quý cùng chiếc ngai vàng quyền lực đang chờ sẽ giữ chân thái tử vững chắc hơn nên vua bằng lòng. Tuy thế, đức vua cũng ra lệnh cho dân gian những con đường mà thái tử đi qua phải trang hoàng cho đẹp và chỉ những người khỏe mạnh giàu có mới được ra để đón chào tụng hô thái tử. Tiếp theo, thời điểm thái tử vượt thành xuất gia. Thái tử Tất Đạt Đa xuất thành, xuất cung ra thành đầu tiên, rồi tiếp tục xuất cung ra thành đến chiêm dân cho biết sự tình. Đến lần thứ tư, lần nào hồi cung thái tử cũng ưu tư về sự kiện mà ngài đã gặp. 4 sự kiện đó là sự kiện gì? Đó là ngài gặp người già, da mặt nhăn nhó, tóc bạc, lưng còng, mắt yếu, đi đứng không vững. Thứ hai, người bệnh không còn có sức khỏe, ốm yếu, không còn tuổi thanh xuân, đau bệnh rên la, đau đớn. Thứ ba, người chết là người không còn biết gì, để lâu sau sẽ trương sình hôi thối nên rất nhanh bị lên vàng quả thiêu đốt, sau đó người ấy biến thành tro bụi, không còn ai nhìn thấy người đó nữa. Thứ tư, và một tu sĩ là người sống khất thực xa gia đình để tìm phương thức thoát khỏi sanh già bệnh chết. Tiến trình tu tập của Đức Phật. Tỉnh ngộ lần thứ nhất xuất gia tầm đạo. Sau khi những lần xuất gia xuất cung ra thành, lúc trở về hoàng cung, thái tử ngộ ra 4 sự kiện sinh già bệnh chết là quy luật khách quan, không ai tránh khỏi. Nó như 4 ngọn núi tu di khổng lồ đang từ từ di động về phía con người nhỏ bé đang đứng ở giữa. Con người đang chịu án tử hình mà không biết mình đang lãnh án tử hình, cứ chấp nhận sống qua ngày đoạn tháng, lúc khỏe mạnh, lúc bệnh hoạn, già nua, và khi chịu hết nổi thì nhắm mắt lìa đời. Hoặc quả có người biết viễn cảnh ấy mấy tốt đẹp của một đời người nhưng không có khả năng phản kháng, đành phải cúi đầu chấp nhận. Điều đó không ai giải thích nổi, không ai cho ngài một câu trả lời. Sau cùng, hình ảnh và lời nói của vị tu sĩ mà thái tử gặp ngoài thành là một xúc tác cuối cùng thúc đẩy thái tử quyết định rời bỏ sau khi ra khỏi hoàng cung cùng Sa Nặc. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu, Đức Thái tử Tất Đạt Đa là vị thầy đã tìm đến. Vị thầy đầu tiên là đạo sĩ Kalama Bồ Tát với vào rừng tìm đạo. Đầu tiên gặp Bồ Tát, gặp một vị thầy có đông đệ tử tên là Kalama. Vị thầy này dạy thiền yoga. Đến tầng thứ ba vô sở hữu xứ định, chỉ trong một thời gian ngắn miên mật tu tập, Sa Môn Cồ Đàm đã nhập vào cảnh giới vô sở hữu xứ định. Hai tầng thiền trước là không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Sa Môn Cụ Đàm đã đến trình với thầy là mình đã còn giải pháp gì nữa không, trong khi là đạo sĩ Akalama rất quan hệ xuất sự thành đạt của ngài, nhưng rất tiếc ông không còn pháp gì cao hơn để dạy thêm cho ngài nữa nên ngài không còn lưu lại và ngài tiếp tục ra đi. Vị thầy thứ hai là đạo sĩ Úc Đầu Lâm Pháp. Sau đó qua sự chỉ dẫn của đạo sĩ, Bồ Tát đã tìm đến vị đạo sĩ nổi tiếng khác là Ức Đầu Lâm Pháp. Vị này là tu đạt ở tầng thiền thứ tư của vô sở hữu xứ.
của từng trời vô sắc là phi tưởng xứ. Cũng trong thời gian ngắn, Bồ Tát đã nhập vào cảnh giới của tầng thiền này. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa cũng vẫn còn thấy ở trong tâm của ngài vẫn còn tham sân si, vẫn còn những cái tư tưởng không có tốt chế ngự ngài, cho nên ngài quyết định xa rời ông thầy này và quyết định ra đi một mình để tìm con đường giải thoát cho chính mình. Sau cùng, ngài đã đi tìm đến một cái dòng sông, gần bên dòng sông Ni Liên Thiền có một cội bồ đề. Sau khi tắm rửa xong và uống một bát sữa của Sư Già Ta, ngài đã khỏe trở lại và quyết định ngồi dưới cội bồ đề và thệ nguyện rằng: nếu không thành đạo thì nhất định dù cho tan thay nát thịt ta cũng không bỏ chỗ này. Cuối cùng, sau 49 ngày đêm nhập định dưới cội bồ đề, ngài đến lúc sao mai vừa mọc khoảng rạng mùng 8 tháng 12, ngài đã thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn, quý Phật tử gần xa thương kính, sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, ngài đã tận hưởng cái nguồn an lạc vô biên khi chứng của một con người chứng đạo. Ngài đã quyết định dành thời gian 3 tuần lễ để hưởng cái niềm an lạc vô biên ấy, và sau khi tận hưởng niềm an lạc vô biên 21 ngày ở ngang cái chỗ cội bồ đề thì thực tế ra mà nói, lúc đó là ngài cũng dự định nhập niết bàn, bởi vì ngài thấy cái giáo pháp của ngài tu chứng đắc quá là khó đối với chúng sanh hiện giờ, cho nên ngài muốn nhập niết bàn. Chư thiên hiểu được ý của ngài nên đã xuống và cung thỉnh ngài đi độ thuyết pháp độ sanh. Thì nhận thấy ngài quán chiếu cái hoa sen nữa, cho nên từ chỗ đó ngài quán chiếu cái hoa sen và ngài biết được là 10 phương chư Phật ba đời cũng chứng đạo xong vào Huyền Dương giáo pháp. Từ chỗ đó mà ngài cũng quyết định đi Huyền Dương giáo pháp xưng là Như Lai, tiếp tục cuộc hành trình trên con đường Huyền Dương chánh pháp. Trên đây là con xin tóm tắt cái lược sử của Đức Phật Thích Ca Tịnh Độ theo như sử sách đã ghi lại. Con chỉ xin tạm dừng cái phần đọc của con dừng tại đây. Cuối cùng, con xin kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn, cùng quý Phật tử gần xa thương kính của con một ngày mới dồi dào sức khỏe, đầy niềm vui và những nguồn an lạc vô biên. Là hiện giờ là cái ngày, đây là cái ngày Đức Phật thành đạo, cho nên con cũng mong rằng quý Phật tử gần xa sẽ cố gắng phải nghe lời Phật dạy từ trong giáo pháp và tu hành cho đến ngày giải thoát, để khỏi phụ lòng mong đợi của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứng minh ạ. Cuối cùng, con không có gì hơn. Xin có đôi lời trải lòng cùng quý vị là trong video này thời hạn cũng có hạn lượng, nên con xin tóm tắt bao nhiêu đó. Nếu có gì sai sót hay còn thiếu nhiều thì xin quý vị hãy vui lòng lượng thứ. Con xin thành kính tri ân quý vị rất nhiều ạ.